cơ hội để cho LJL hủy diệt hoàn toàn bảng xếp hạng với 3-0 trắng, hay là đại diện của châu đại dương Daewoof lên tiếng? Chúng ta sẽ biết sau trận đấu này. Daewoof bên phía đội 1 và Rampage bên phía đội 2. Biệt không để họ có thể chủ động tấn công một chút để lấy cái lợi thế ở cái chiêu cuối đầu tiên. Nhưng mà chưa cần chiêu cuối đầu tiên thì ở đường trên, khi mà EV đạt được cấp sâu, anh ta dùng luôn tối hậu thư. Chippy đang cố gắng bỏ chạy, vẫn còn tốc biến. Anh ta tốc biến nhưng không qua được tường, chỉ là cố gắng nối dài khoảng cách mà thôi. Vẫn trong tầm nguy hiểm, không còn mắt cắm nhảy. Chiến công đầu cho EV. Xuống cắm mắt. Đúng, anh ta đang xuống dưới để bảo vệ cho xạ thủ của mình. Và pha băng trụ đến từ Daewoof. Họ bắt được một người, họ bắt được Ramune và họ có được điểm hạ gục. EV tới rồi. 1-4 hơi khó và EV bị làm choáng, không thể tỉnh được. Tối hậu thư cố gắng dùng để thoát và anh ta vẫn chưa thoát được. Double kill cho Sunfire Carry của Daewoof. Cosmo Rihanna là một cái cặp đôi bom nổ chậm. Bạn để mọi thứ kéo quá dài và bạn sẽ phải trả giá. Bây giờ thì đường giữa có một pha tập trung lại. Sunfire đi rất tự tin. Tosso lao vào tấn công Destiny. Dara tung một cú án tử. Anh ta lườm rau gấp thịt nhưng mà rất tiếc là thịt ở quá xa. Dịch chuyển chặn đường. Chippy là người đang lao tới. Và anh ta đáp xuống sẽ làm được gì đây? Fantic có một tình huống lao thẳng vào. Và toàn bộ đội hình của Rampage đang bị giữ lại. Cú xoáy khá đẹp của Ramune nhưng hoàn toàn không đủ sát thương. Fantic chạy được. Fantic quay lại đánh vào người của EV. EV có được điểm hạ gục nhưng bản thân anh ta cũng quá thấp máu. Và Sunfire đang truy đuổi. Daewoof có thể có được 4 điểm hạ gục trong pha này nhưng họ ngưng lại, họ không truy đuổi đối phương nữa. Muyasu quá sao vậy? Đường trên đây là chấp 3 nha. Chấp 3 thì hơi khó. Chippy ơi, hơi liều em ơi. Ê, một cơ một điểm hạ gục. Đổi vậy quá lời. Có 5 người, chúng 5 người đâu. Bởi vì tao không biết là chúng 5 người đã đủ chưa. Nó là như vậy. Tôi cũng không nghĩ là nó đủ. Đội hình đấy, EV nè, quá tự tin luôn. Tối hậu thư được gửi và quyết định chơi solo. Fantic cũng đứng chơi luôn và anh ta là người thất bại. Thực ra nhưng là Dara là người là điểm hạ gục với một tình huống đó là dây chuyền chuột lỗi. Nhưng lính của họ bị đẩy nãy giờ cho nên họ không làm được gì tiếp cả. Rất khó khăn. Được lính vẫn đang bị đối phương kiểm soát trong pha vừa rồi. Vẫn làm choáng được và Chippy chắc chắn. Chippy solo thì chắc chắn là không thua. EV dùng tối hậu thư. Thôi, có tết sổ tới nhưng cũng không thua. Chippy chấp hết. Nhưng mà tạm ngưng lại. Bởi vì trận đấu vẫn quan trọng hơn là pha thể hiện cá nhân. Bố ba này mà hủy diệt Baron thì như cái máy điện luôn. Tết sổ vừa biến về nhà xong. Thôi xong. Và cái khoảng cách này là quá xa nên nó không làm gì được một cú kéo án tử chúng. Và đây sẽ là con Baron dành cho bên phía của Daewoof. Một thêm cái điểm nhấn dành cho sức mạnh của Daewoof. Đứng được đây, 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 đây. À, đợi EV 5-2 đánh với 2-5. Sát thủ. Tôi không giỏi toán lắm nhưng mà tự nhiên là tôi thấy kết quả rồi. Đang đợi có ai không? Đang đợi có ai. Thấy không có ai chứ gì. Lao lên tấn công làm choáng được EV. Và gõ liên tục. EV không chịu nổi. Chippy đem về điểm hạ gục thứ 11 cho Daewoof. Và Dara đang cố gắng án tử. Tốc biến luôn cho nó chắc kèo. Quay chơi lại luôn. Làm choáng được hay không? Để làm choáng được nhưng vẫn bị kéo ra. Chippy bị tắt điện. Đó là Yuturi Muyashi, nhưng vấn đề là ở khu vực đường giữa Daewoof đã đẩy thẳng vào rồi. Liệu Yuturi có lên tiếng hay không? Ramune vẫn còn lệnh sóng âm. Yuturi bắn, anh ta né được băng địa chấn. Anh ta đang bắn và Yuturi Muyashi đang có cơ hội bắn vào người Destiny. Chưa đủ sát thương. Điểm hạ gục là dành cho xạ thủ của Daewoof. Và bây giờ đấu tay đôi thì King lên tiếng và đẩy lui Yuturi Muyashi về. Không có lỗ dành cho Daewoof. Samurai thì vẫn có vua nha. Vua vẫn trên quyền Samurai và anh ta quay chặn đường EV, chặn đường và King. Vì vua của Daewoof đang bị bắt lại nhưng anh ta tốc biến thoát đi được. EV cố gắng lao vào. Wow. King vẫn đang bắn. Đó là King. King bắn tất cả. King đem về double kill cho bản thân mình. Rampage không còn cơ hội nữa. Đó là cú quét sạch cho Daewoof và họ sẽ giành thắng lợi ở trong trận đấu này. Sức mạnh của hai xạ thủ về cuối ván đấu được bộc lộ. Thả diều rất kinh khủng đến từ King luôn. Một pha anh ta sử dụng E hồi mẫu và tả túc biến của mình nó ở một cái đẳng cấp rất khác biệt so với Rampage. Yuturi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng đó là những pha giao tranh mà Daewoof làm chủ nó hoàn toàn. Cú xoáy của Ramune là hoàn hảo. Nhưng không có nguồn sát thương tiếp theo đó bởi vì Yuturi anh ta bị kiệt sức.